bẻ bẻ ra giùm bà. Không, không mất Đây. mới bẻ. Đó. Cây này mà bỏ miếng đường nữa ha. À, bỏ miếng đường dầm vô ha. Quá ngon luôn anh chị. Đó. Rất là thơm. Cái chất đất ở đây thì trồng những cái cây ăn trái là những cái cây lâu năm rất là tốt anh chị ha. Đó. À. Cây này à, cái miền Bắc mình nó cũng giống như cái cây mận cầu vậy anh chị ạ. Mận cầu sim á. Đây là chợ Xuyên Mộc anh chị ha. À, anh chị có thể thấy nè. À, dân cư và đường xá lưu thông rất là nhộn nhịp luôn ha. Đó. Chợ này là chợ Xuyên Mộc anh chị. Hiện tại mình đang đứng ngay ở ngay trung tâm xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nha. Đó. Chỗ này thì tập hợp đầy đủ các tiện ích và trường học này, ủy ban này, và trạm y tế vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì tập hợp ở đây hết rồi anh chị ha. Ở bên này là chợ, bên này là trường học ha, trường học các cấp thì nằm đây hết. Đó. À, cây xăng đó. À, và nhà văn hóa vân vân. À, tiện ích nằm đây. Bảo Điện Bố Xã xin mến chào cô chú chị nha. Nay gia chủ có gửi em điện báo một cái sản phẩm ha. À, một mảnh đất có diện tích là ngang 11, sâu là 33 và có sẵn là 80 thổ cư rồi. Đặc biệt nữa trên bất sản mình thì có nhà luôn anh chị ha, nhà mình có thể là vào ở được liền luôn, về ở được ngay luôn anh chị ha. Và cách cái đường tỉnh lộ 329 này ha, khoảng 500 m thôi, mình đi vào 500 m thôi là mình có thể là đụng ngay cái chỗ trung tâm này rồi, và mình đụng ngay tỉnh lộ 329 luôn anh chị ha. Trước khi đi vào review sâu cái chi tiết cái bất động sản đó thì em Điền nói sơ cái vị trí em Điền đang đứng đây ha. Hiện tại đây em Điền đang đứng ngay là mặt tiền tỉnh lộ 329 anh chị. Hướng trước mặt em đi quay đây thì mình đi ra khoảng đâu đó là 3 đến 4 cây số thôi. Mình sẽ gặp ngay vòng xoay bệnh viện huyện Xuyên Mộc cũng như là trung tâm thị trấn Phúc Bửu và trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ha. Đó, ở ngoài đó thì công viên rồi chợ đêm rồi chợ bến xe vân 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 vân. Nói chung ở đó tập hợp đầy đủ luôn. Khoảng 3 4 cây số thôi anh chị. Đó. Và đường này mình đụng ngay quốc lộ 15 luôn anh chị, thì mình đi thành phố Hồ Chí Minh được này, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu được ha. Thì thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, mình đi cao tốc anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại nè, mình đi ra đây chút xíu thôi, mình sẽ đụng ngay đèn xanh đèn đỏ này, ngã tư Xuyên Mộc anh chị ha. Đó, ngã tư này thì mình rẽ phải, mình sẽ đi suối nước nóng Bình Châu này. Đó, rẽ trái mình đi thành phố Hồ Chí Minh, còn mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi vô vào trong xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền để em Điền review chi tiết bất động sản đó nha. Hiện tại em Điền đã có mặt tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. À, hồi nãy em Điền đi từ đây đi vào anh chị. Đường này là đường trục chính luôn ha. À, từ cái tỉnh lộ 329 đó mình rẽ vào là gặp ngay đường nhựa này luôn anh chị ha. Không có rẽ thêm bất cứ đường nào nữa anh chị. Đó, đi thẳng một mạch là tới vị trí bất động sản của mình rồi. Thì mình di chuyển khoảng 500 m thôi mình sẽ đụng ngay tỉnh lộ 329 ha. Và cũng như là gặp chợ và trường học các cấp ở ngoài đó anh chị ha. Cũng tương đối là gần. Và cái vị trí mình đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu đó thì khoảng đâu đó là 3 đến 4 cây số thôi ha, thì cũng tương đối là gần, vị trí dường như là nằm trung tâm huyện đó chị ha. Đó. Đường xá anh chị có thể thấy này, đó đường nhựa rộng chắc là khoảng 8 mét, chưa kể là mương nước vỉa hè này ha. Đó. Đặc biệt bên cái hướng bất động sản mình thì đang có là cái mương nước đã lấp nắp cống anh chị ha, rất là an toàn luôn. Đó. Nhưng mà bên này thì chưa anh chị nha, bên này thì chưa, mưa nước thì chưa anh chị. Đó. Dân cư thì đông đúc anh chị ha. Đó. Đường nhựa dân cư đông đó rồi. Đây anh chị, bất xã mình đây anh chị ha. Đang có diện tích là ngang là 11 mét và sâu vào trong là 33 mét anh chị ha. Đó. Ranh thì từ đây anh chị, ranh từ đây qua bên này ha. Đó. Đặc biệt nữa bất xã mình thì có hai mặt tiền đường anh chị ha, mặt tiền đường nhựa là mặt tiền chính này, và mặt tiền bên hông là đường bê tông rộng này khoảng là rộng khoảng 5 mét anh chị. Đó, đi vào bên trong thì nằm khu dân cư luôn anh chị ha, đi vào khu dân cư. Đó, ranh mình sẽ tới đây là 11 mét ha, sâu vào trong là 33 mét ha. Đây, còn hướng này thì đi vào khu dân cư và cũng thông được anh chị nha. Đó, có đường thông qua cái đường bên này ha.
Đó, và tương lai nữa mình có một con đường quy hoạch ha, nó phóng thẳng, nó phóng đường này phóng thẳng xuống luôn chị, thẳng nói chung là phóng, mình phóng xuống thì trong bước bộ mình đi sẽ gần hơn chị. Đó. À, một muốn sẵn đất vườn anh chị và có sẵn cái nhà luôn, ở nhà cũng tương đối là còn đẹp anh chị nha. À, mình có thể vào dọn mình ở được liền luôn ha, mình có thể là sửa sang sơ một chút xíu nữa là đẹp đẹp anh chị ha. Mình đi vào trong phần sân này anh chị có thể thấy nè, phần sân của mình thì có thể đậu vài chiếc ô tô được anh chị ha. Hiện tại ranh móc thì đã có rào sẵn hết rồi ha, rào cột móc đây hết rồi. Đó. Hiện tại thì gia chủ mình thì không có còn ở đây nữa anh chị ha, người ta di ra chỗ khác ở rồi, di dời ra chỗ khác ở rồi, thì bây giờ cái căn này thì kêu bán thôi, không ở nữa chị, và kêu bán đó chị ha. Đó. Lùi phía sau là 33 mét nha. Trên này thì trên đất mình thì có cây gì, cây bình bát phải không ta, cây này cây bình bát phải không, bẻ bẻ ra giùm mà Con mới đây. bị bể. Đó, cây này mà bỏ miếng đường nữa ha, bỏ miếng đường dầm vô ha, quá ngon luôn anh chị. Đó. Rất là thơm. Cái chất đất ở đây thì trồng những cái cây ăn trái, là những cái cây lâu năm rất là tốt anh chị ha. Đó. Cây này, cây bình bát mình nó cũng giống như cái cây mận cầu vậy anh chị ạ, mận cầu sim á. Thì bất động sản mình thì ranh lui tới đây anh chị ha. Đó. Đi theo hàng ranh này là sâu 33 mét anh chị. Đó, ranh móc rõ ràng hết. Và cái khu vực phía sau của mình là dư được từ nhà lui là dư được khoảng 8 mét nữa anh chị. Dư được 8 mét nữa. Đó, nên là phía sau mình tha hồ làm vườn ha, trồng trọt cây cối anh chị ha. Đó, mình có thể là set up tiểu cảnh gì đó, mình làm nhà vườn anh chị. Đó. Dư một cái khoảng đất trống để mình làm vườn anh chị ha, thoải mái luôn. Từ nhà lui dư 8 mét ha. Ranh mình qua tới đây ha. Qua tới đây là của mình, hình như là nở hầu đó, nở hầu khoảng mười mấy mét anh. 13 mét rưỡi. Nở hầu của mình là 13 mét rưỡi ha, mặt tiền của mình là 11 mét và hậu của mình 13 mét rưỡi anh À, chị. 34. Đó, chiều sâu là 33 34 đó. Đây. Mặt tiền đường bên hông cũng tương đối là rộng nữa. Đó, rất là đẹp luôn chị ha. Đó. Em Điền cũng xin được báo giá luôn cái tổng bất động sản mình ha. Thì giá rao bán bất động sản của mình thì là 1 tỷ 6 có thương lượng chị ha. Đó, 1 tỷ 6 có thương lượng. Và bây giờ em Điền sẽ đi vào trong nhà luôn, anh Điền quay chi tiết luôn chị. Đó, nói chung là ở trong nhà thì hiện tại đang bị cắt điện để rồi đâm ra là hơi tối đó. Không, bây giờ em Điền vô đây em Điền quay tạm cho cô chú chị mình có thể nhìn thấy phía trong nhà ha. Đó, đi bằng cửa sau đây. Thì ở trên đó, ở trên là cái phòng khách anh chị ha, ở trên đây là phòng khách, đây đây phòng khách ha, đây là phòng khách, và xuống là đi đường luôn luôn á là có hai phòng ngủ, và dưới đây là khu vực bếp anh chị ha, bếp nút này và toilet phòng tắm trong này luôn ha. Đó, và cái cửa lui phía sau của mình ha. Rất là đẹp luôn ha. Và giá cũng rất là mềm luôn chị. Mặt tiền đường nhựa này 11 mét mà giá có 1 tỷ 6 thôi. Và trên đất có sẵn cây nhà nữa ha. Đó, và dư cũng tương đối là nhiều đất trống để mình tha hồ làm vườn ha. Và biển gần nhất mình đi xuống là biển Hồ Tràm á chị, khoảng đâu đó là 13 14 cây số thôi. Cũng rất là gần anh chị ha. Đó, mình có thể là mua về đầu tư cũng được ha. Mình mua về an cư lạc nghiệp cũng được nè, hoặc là mình có thể là mình mua về mình có sẵn căn nhà mình sửa sang lại mình làm vườn, lâu lâu mình về đây du lịch hay đi tắm biển này kia cũng có cái nhà để mà đi ra đi vào anh chị ha. Rất là tiện luôn chị. Rồi em đi xin nhắc lại một lần nữa anh chị ha, bất sản mình thì đang có diện tích là 11 sâu 33 34 đó, nở hậu là 13 mét rưỡi anh chị. Và giá đang bán là 1 tỷ 6, giá này sẽ có thương lượng. Rồi cô chú nhìn nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ ngay em Điền nha.
với số điện thoại 0788668834. Mình có thể gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng thêm giá chị ha. Và mình cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip lần sau. Xin chào. At the desk, at the desk, at the desk, at the desk.